Mà tại sao cô bắn mít mà ăn xoài? Nói cái này hơi đau buồn chút nha. Leo đu theo mấy cái ghe này nè. Rồi cái lấy cái này xuống bơi đem vô đi bán. Ăn trộm của người ta. Sao mà người ta làm nhẹ nhàng quá vậy trời? Sao mà mình chấn mà nó đau cái tay rồi đó. Vừa xem. Chắc chắn là phải đoán là ở Bến Tre rồi. Tại sao vậy? Tại vì nãy giờ mấy người kia nói là vừa Bến Tre. Thành ra nếu vừa là tất cả Bến Tre luôn. Nha. Không, con ngồi bên trong mà uống dừa Bến Tre mà cười tươi à. Đúng là cô gái Bến Tre. An Giang. Cô bán cái gì? Hả? À, đây là lạ nè nghe. Nãy giờ người ta bán trái cây, cô này lại bán cơm giò, cơm rượu. Sao kỳ vậy? Sao lạ vậy? Cái này là cầu khỉ phải không? Thưa quý vị, người bán cái này, người bán cái kia, sống trên sông, cuộc sống rất là vui. Có thể nói những người này là vui hơn chúng ta rất là nhiều, thoải mái lắm. Bởi vì sống thở về sông nước mà, khỏe lắm, rất là khỏe. Cô Lam Lũ, đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Ăn cái gì? Ăn dừa hả? À, cái quan trọng đó là hoành lại. Nhưng mà mình hoành lại là chỗ ai người đó đậu là quen hả? Quen rồi. Cái này là cái lạ. Vậy hả? Ở, nhưng mà ở trên ghe vậy có tivi không ta? Không có điện. Không có điện. Vì sao đốt đèn dầu? Đốt đèn bình. Nấu ăn bằng đèn dầu. Rồi xô bếp ga. Cô sống trên ghe vậy là được bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Nhưng mà cái đáng kính ở đây đó thưa quý vị, để cho đất nước trong sạch đó, những người này lượm rác đem lên để như thế này. Đây là những cái hình ảnh rất là đẹp, giữ cho coi là cây xanh, trái xanh, không khí xanh, lượm những cái lon này để trên lên đó. Đó, kiếm tiền thêm, nhưng mà cái tinh thần đó là rất đáng kính. Cảm ơn cô. Giờ này đi trên con đường này đó, có thể nói là cảm ơn những ekip quay phim cực lắm, là bởi vì nó rất là nguy hiểm. Xe chạy ào ào mà hy sinh để quay những cái thước phim như thế này. À, chú từ đâu về? Dạ. Ở Vĩnh Long. À, cái ghe này mình cũng từ Vĩnh Long. Có bao lâu thì mình từ ở đây mình về lại Vĩnh Long rồi đi lên? Cứ ở đây 10 ngày thì về Vĩnh Long. Về Vĩnh Long ở bao nhiêu ngày lên lại? Ngày trước rồi sau rồi đi mua đồ. Rồi là chạy lên lại. Là cô cũng ở Vĩnh Long luôn. Khi mà về Vĩnh Long, rồi có nhớ Sài Gòn hay là ở Sài Gòn nhớ Vĩnh Long không? Dạ, về nhớ thành phố bám quen rồi. cái đúng là sự thật đó, là đi về Vĩnh Long là nhớ trên này, mà ở trên này lại nhớ Vĩnh Long. À, cảm ơn cô chú. Dạ. Ở trên này 10 ngày, đi về mua hàng rồi đem lên lại. Đây là những cái phương tiện nè, họ đi mua dao bằng những cái chiếc xe như thế này. Để lên trên này rồi chạy ào ào đi ra những cái nơi để mà không những bán ở đây nhưng mà họ đưa ra. Đấy là gọi là, mình thấy đó là chợ ghe trái cây hả? Chợ ghe thuyền trái cây. Mà những cái trái cây ở bên này, chuối, cam, mít, xoài, rất là ngon, rất là ngon. Những cái trái cây ở đây thật sự là tuyệt vời lắm. Cô đang cắt ăn cái gì đó cô? Dạ. Cái xài này là xài ở vùng nào? Cái xài này là xài ở đâu? Xài cát miền Tây. Nó có tên gì? Hồi nãy mới nhắc là có liền. Đã chưa? Trên xe nói là ăn xoài là phải xài cát Hòa Lộc. Nói là có liền.
tiếng đồn không sai, ngọt lắm, ngon lắm. Cái mùi xoài ở bên kia nó cũng có xoài nữa mà không bằng cái này đâu. Không bằng đâu. Mà tại sao cô bắn mít mà ăn xoài? Cô ở đâu? Mỹ Tho. Đây Tiền Giang. Mỹ Tho. Chợ gạo hả? Ừ. Giả bộ hỏi để cô trả lời chứ nếu mà cô nói ở đâu mình cũng không biết nữa. Chỉ biết là Tiền Giang là Mỹ Tho thôi. Chứ còn không biết đâu. Xoài ngọt quá. Cái này biết chắc là cô là người miền Tây thì nó mới dám mà ăn ké như kiểu này thôi nè. Chứ, đúng không anh? Dạ. Chứ còn mà vô mà người ta đang ăn mà ngồi xuống ăn cái này vô duyên quá à. Nhưng mà cô này cổ biết là cổ thương những người xa xứ như chúng ta ít có ăn những cái đồ mà nó ngon như thế này mà nó tươi như thế này lắm. Tại vì có cái này nó mà nó đưa qua bên kia nó cũng ú. Nó cũng ú, nó cũng bỏ. Nó đông lạnh nó làm không có còn ngon nữa. Cái này là xoài chín cây Hòa Lộc nè. Đúng không? Thấy chưa? Đây là những cái món xoài. Ngon quá. Bao lâu lại neo về nhổ thì nhổ neo đi. Dạ, hôm qua ghe này thì đậu mua ở đây. Em đi lấy hàng đó thì xe nó lên. Đi lấy hàng lấy ở đâu? Dạ, cũng ở dưới miền Tây lên luôn ạ. Nhưng mà nó có cái bến đổ chứ phải không? Dạ, không. Cái này chúng ta mình đi vô nhà vườn. Mình mua. Mình mua nhưng mà xe nó đem tới thành phố nó để đâu mà mình chạy tới mình lấy. Đem tới đây luôn. Dịch vụ này hay à nha. Chắc là mai mốt thất nghiệp về làm cái dịch vụ này được á. Tại những người mà mê trái cây như tôi thì chắc là phải làm chuyện này quá. Cô mướn không cô? Tôi mướn, có mướn người không? Ghi danh vô làm liền à. Đó rồi nó cười cười. Cười cười kiểu này là thất nghiệp rồi. Cười cười kiểu này là thất nghiệp rồi. Chết rồi. Trên ghe bao nhiêu người? Hai đứa con. Ủa nhưng mà đi như vậy rồi con cái nó học hành sao? Học luôn. Học trung học hay đại học hay sao? Cũng học ra trường đi làm rồi. Cô làm cái nghề này bao lâu? 10 năm nuôi con đi học, hy sinh nuôi hai người con đi học. Một người con đã ra trường chỉ vì lam lũ bán trái cây hàng ngày, đi lên đi xuống miền Tây Tiền Giang lên trên này. Rồi bây giờ con ra trường đi học, nó có bao giờ nó nói thôi ba mẹ ơi đừng có làm chuyện này nữa, con có tiền rồi, có không? Chừng nào mới tới ngày đó. À, nhưng mà nó thật sự ra đó, cái này là cái đam mê. Là những người nhà vườn muốn khoe những thức ăn ngon chứ không phải là gì, đúng là cái mưu sinh thiệt. Đây là cái mưu sinh nhưng mà nó cũng là cái đam mê. Nhưng mà bây giờ tụi em không có làm gì thì thấy buồn lắm. Nhưng mà quen với khách hàng rồi, như quen với bà con ở đây thì nếu mà mình làm nó bán nó cũng buồn lắm. Bốn người trong một chiếc ghe như thế này. Cô cho xin cái dừa lạnh đi. Ăn ké mấy chuyến xài bây giờ uống được một trái dừa. Xin nhắc lại, chúng ta nhớ là trước năm 75 là mấy ghe này đậu bên kia xong, chứ không được đậu bên này. Có bao giờ mình sợ là một ngày nào đó họ giải tỏa cái khu này không cho mình đậu không? Có nghe chưa? Dạ, dạ, cũng chưa nghe gì nhưng mà thật sự cũng chắc cũng có thời gian á. Wow,
vừa nó ngọt ngon dễ sợ luôn, mát nữa. Cái ghe này á là có những cái chỗ này rất là đặc biệt thưa quý vị. Khi mà bước qua trên cái ghe này đó, chúng ta thấy là nó chật cứng. Dừa, chuối, những người sống ở trên ghe này, thực sự mà nói á, cuộc sống rất là khổ nhưng mà nó có cái vui, mà cái niềm vui nó khác lạ, rất là khác lạ. Đi mà không khéo lên trên này là lật chi chơi đó, đó. Nó lắc, nó lung lay như thế này nè. Thấy chưa? Hình như là người ta sống, người ta quen rồi, cho nên là cái bụi mình đi, mình nghe những cái bụi nó khó nhưng mà người ta quen rồi. Tua biển ốc hôm cần giờ bao ăn, ghẻ sống nửa ký 100, kêu nửa ký 25 bao ăn. Tua biển ốc hôm cần giờ bao ăn, ghẻ sống nửa ký 100. Nguyên một cái dãy bán trái cây không? Có một mình là cô đơn bán đồ hải sản, sao kỳ vậy? Thì hả? Nhưng mà không thấy lạ hả? Mình bán một mình là bán thấy không? Thấy ốc hương nó còn sống, nó đang bò không? Thấy không? Đây là ghẹ bông nè. Cái ghẹ bông nè, còn cua này là cua biển nè, phải không? Đó, nghêu kìa. Wow. Bây giờ thời buổi tân tiến không có đứng ngồi mà rau lên nữa, nhờ cái máy đó nó cứ nói đi nói lại hoài à. Bên này lạ cái là sẽ có thêm được cái món tôm tích nữa. Đây là con tôm tích nè. Okay. Cua Cà Mau, cua này là cua Cà Mau hả? Cua Cà Mau là cua biển. Là tất nhiên là có nhiều cái con cua nó có đất. Cái cua này nó cứng lắm. Đại khái là nguyên cái dãy này là bán trái cây, có 2-3 sạp là bán đồ hải sản mà thôi. Chung chung là từ ở miền Tây, tất cả có thể nói là từ miền Tây đi lên này để mà sống trong cái khu vực ở đây. Đi tới tí xíu nữa thì chúng ta thấy đó là cái khu mà đi vô cái khu Tân Quy. À, chú. Dạ? Dừa nước từ đâu về vậy chú? Đâu Mỹ anh ơi. Ở đâu? Sông Rạch đó. Sông Rạch đó hả? Sáng tới trưa tới 1-2 giờ mới về. Cái ghe đó đi rồi về đây. Dạ, ghe xuồng nhỏ, chiếc giờ. Cái chiếc nhỏ đó lấy dừa nước đem về đây. Con. Cái này nhưng mà thực sự ra đó, cái người mà thèm á, người ta cứ cầm về người ta ăn nè. Cái này là ăn tèm, nó không có ngâm nước ngâm gì nữa, không bỏ đường gì hết, không rửa luôn, nguyên chất, ngon quá. Bỏ đường đá vô ăn ngon, ăn không cũng được, mát, đậm đà. Tự nhiên này, thấy người tự nhiên vậy đó. Quái tự nhiên luôn. Về mà làm lẻ thôi cũng khó chịu. Cái này nè, một cái kỹ thuật chứ không có giỡn đâu mà nghe. Thấy chưa? Ai về lấy dao chặt trẻ đâu có chơi. Cái này ai mà sáng kiến ra cái này là hay à. Chú chắc là kỹ sư nhà vườn phải không? Kỹ sư nhà vườn. Chú biết hồi trước á, nói cái này hơi đau buồn chút nha. Leo đu theo mấy cái ghe này nè, rồi cái lấy cái này xuống bơi đem vô đi bán, ăn trộm của người ta hồi nhỏ mà.
Hồi nhỏ mà bên kia sông nhảy qua, trước mặt bên kia sông là hồi trước là mấy ghe này đậu bên đó, bây giờ có ghe xà lan đi qua nè. Không, hồi trước giờ ai cũng nói ghe xà lan này, mấy cái này nè. Tại đây là cái khu mà vận hành bên sông đi ra thì biển, biển đi vô, đi về miền Tây, miền Đông là không có này hết. Đây là úp mấy cái này lại giữ nè, một cái buồm này đó là thường ta gọi nó nặng mấy ký vậy. Từng người khiêng ra vậy đó hả? Một người như vậy mà khiêng ra từ quầy này nè, trời ơi, khiêng mà nãy giờ là hơi mỏi tay rồi đó nè. Trời ơi, mà khiêng ra từ quầy rồi bỏ ghe rồi về. Sáng sớm mấy giờ đi? Sáng sớm là đi rồi. Sáng rồi đi tới trưa mà bây giờ về là ngồi đây làm tới chiều. Xin lỗi, chú năm nay bao nhiêu niên rồi? 61 tuổi mà còn khỏe như vậy. 61 tuổi mà mỗi buổi sáng đi ra để mà khiêng từng quầy vô bỏ con ghe. Như vậy là mình vô nhà vườn mình mua hay là sao? Bao lâu thì nó có trở lại? Rồi, chừng nào hết mùa là mình nghỉ mình bán cái gì? Quanh năm suốt tháng 365 ngày, hai vợ chồng lam lũ. Nhưng mà từ nãy đến giờ đó, chúng ta nhìn những cái hình ảnh, cái nụ cười quá tuyệt vời. Ngồi ở đây là hy vọng là bán mấy giờ bắt đầu bán vậy? 3 giờ chiều bán rồi. Sao mà người ta làm nhẹ nhàng quá vậy trời? Sao mà mình chấn mà nó đau cái tay rồi đó? Biết rồi. Đây. Cái này nó có cái thế. Thấy không? Đây nè. 1, 2, 3. Đó. Cái này không phải lãi tại Michael Hòa đâu nha, tại vì bên trong nó cứng thôi. Cái này nó có cái thế. 2, 3. Trời ơi, làm mà nghiến răng này nè, nó mới ra được miếng vậy đó, chứ không có giỡn đâu nha, cực lắm á. Rồi, kiểu này là thất nghiệp rồi. Làm cái kiểu này là thất nghiệp rồi nè. Tại vì người ta sức lao động làm một lần thôi, thấy không? Mày qua làm 2-3 lần là thất nghiệp rồi. Nhưng mà cũng xong. Mày không cũng xong. Thôi giao lại cho ông chủ. Cảm ơn anh nha.